tích nàng kiều đàm ốm đắc A-la-hán Kisagotami Watthu, kệ ngôn Pháp Cú câu 114 Yocha Vasasatang Jive Apasang Amatang Padang Eka Hang Jive Tang Siyo Pasato Amatang Padanti. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến nàng Kisagotami kiều đàm ốm. Tương truyền, trong thành Sawatthi Xá Vệ có nhà một ông bá hộ, tự nhiên tài sản 400 triệu đồng vàng biến thành than. Ông bá hộ thấy vậy lấy làm phiền muộn, bỏ cả ăn uống nằm liệt trên giường. Khi ấy có một người bạn đến nhà thăm ông và hỏi: "Bạn à, sao bạn buồn rầu dữ vậy?" Nghe rõ câu chuyện tâm sự của bá hộ, người bạn khuyên: "Thôi bạn đừng lo rầu nữa, tôi biết một phương pháp giải khổ cho bạn, bạn hãy làm theo lời tôi chỉ dẫn." "Tôi làm gì bây giờ hả bạn?" "Này bạn, bạn hãy đích thân ra chợ, trải chiếc chiếu lát, đổ than vun thành đống, rồi ngồi giả làm người bán than trong số những khách hàng qua lại. Gặp người nào hỏi: "Mấy người kia bán vải, dầu, mực ong, mực mía, còn ông sao lại ngồi bán than?" bạn hãy trả lời rằng: "Của tôi mà tôi không bán thì tôi sẽ làm cái chi?" Còn gặp người nào hỏi: "Mấy người khác bán vải, dầu, mực ong, mực mía, còn ông sao lại ngồi bán vàng bạc ở đây?" bạn hãy trả lời rằng: "Bạc vàng ở đâu?" Nếu người ấy chỉ: "Đây nè," bạn hãy bảo: "Đâu, mang lại cho tôi xem." Rồi bạn xòe tay ra thọ lãnh. Khi người ấy trao qua tay bạn như thế, than nằm trong tay bạn sẽ trở thành bạc vàng. Nếu đó là một cô gái, bạn hãy cưới về cho con trai bạn cùng ở chung trong nhà, giao hết tài sản 400 triệu đồng vàng cho cô dâu trọn quyền xuất phát. Nếu là cậu con trai, bạn hãy rước về gả con gái tới tuổi cập kê cho cậu, rồi giao hết số tài sản 400 triệu đồng vàng cho chàng rể trọn quyền xuất phát. Ông bá hộ mừng rỡ, đem thực hành ngay diệu kế của người bạn, đích thân ra chợ đông, đổ than vun thành đống, rồi ngồi giả vờ làm người bán than. Gặp những người nào hỏi: "Mấy chỗ khác người ta bán vải, dầu, mực ong, mực mía, còn ông sao ngồi bán than ở đây?" Ông bá hộ đáp: "Của tôi mà tôi không bán thì tôi sẽ làm gì?" Khi ấy, cô gái tên là Gotami kiều đàm, vì có thân hình ốm yếu, mảnh khảnh nên được gọi là Kisagotami kiều đàm ốm, là con gái của một gia tộc khá giả, hiện đang bị sa sút rõ rệt. Cô có việc cần phải đi ra cửa chợ. Khi thấy ông bá hộ đang ngồi, cô hỏi: "Bác ơi, mấy người khác người ta bán vải, dầu, mực ong, mực mía, còn bác sao lại ngồi đây bán bạc vàng?" "Con ơi, bạc vàng ở đâu? Chớ bác không lấy bạc vàng ra ngồi đây bán sao?" "Đâu, con đem lại cho bác một mớ xem sao." Nàng kiều đàm hốt một bụng đặt vào tay ông bá hộ, bụi than hóa ra vàng bạc. Ông bá hộ liền hỏi cô gái: "Nhà con ở lối nào?" "Thưa bác, ở lối tên ấy." Nghe nói, ông bá hộ hỏi tiếp nữa rằng: "Cô đã thành gia thất chưa?" "Thưa bác, chưa." Ông bá hộ sắp xếp tài sản lại, rồi cưới nàng Kisagotami về cho công tử con trai mình. Kế đó, giao hết tài sản 400 triệu đồng vàng cho nàng Kisagotami gìn giữ. Lập tức, tất cả tài sản biến thành than ấy đều hoàn lại là bạc vàng như cũ. Một thời gian sau, cô Kisagotami có thai, đủ 10 tháng, cô hạ sanh một đứa con trai. Đứa bé vừa biết đi chập chững thì nó bị bạo bệnh mà chết. Từ trước đến giờ chưa từng thấy ai chết, cho nên thay vì để người ta đem xác đứa bé đi thiêu, cô lại mặc y phục ẩm xác con đi từng nhà để hỏi xem ai có biết thuốc gì chữa bệnh cho con cô không. Cô được thị dân nói ngay rằng: "Cô ơi, cô phát khùng rồi, nên cô mới đi lang thang hỏi thuốc trị bệnh cho đứa con trai đã chết." Mặc kệ những lời nhắc nhở, cô Kisagotami vẫn cứ đi, tin chắc rằng nhất định thế nào cô cũng gặp được người sẽ biết được phương thuốc trị bệnh cho con trai cô. Khi ấy có một hiền trí thấy cô như vậy, tự nghĩ rằng: "Con gái ta đây chắc là một thiếu phụ mới đẻ con, sợ chưa từng chứng kiến sự chết chóc, vậy ta nên tế độ chỉ bảo giùm cô." Vị ấy bảo cô: "Con ơi, bác không biết thuốc men gì cả, nhưng bác biết một vị lương y." "Thưa bác, vị đó là ai vậy?" "Đức Bổn Sư là vị lương y, vậy con hãy tìm đến ngài mà hỏi thuốc." "Cảm ơn bác, để con đi hỏi thuốc." Nói rồi,
cô Kisa Gotami đến ý kiến Đức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài rồi đứng qua một bên, hỏi rằng: Bạch Ngài, nghe đồn rằng Ngài biết được thứ thuốc chữa bệnh cho con trai con phải không? Phải, ta biết. Bạch Ngài, có cần kiếm món chi không? Chỉ cần kiếm cho được một nhúm hạt cải mà thôi. Bạch Ngài, con sẽ kiếm được hột cải, nhưng có cần phải kiếm ở nhà người nào không? Ở nhà người nào mà chưa từng có đứa con trai hoặc đứa con gái nào chết cả mới được. Lành thay Bạch Ngài, nàng Kisa Gotami đảnh lễ Đức Bổn Sư ẵm đứa con chết ra đi vào xóm làng, đến đứng trước cửa nhà đầu tiên hỏi chủ nhà: Trong nhà này có hột cải không? Ông lương y nói: Đó là món thuốc chữa lành bệnh của con tôi. Này cô, có. Nếu có cho tôi xin một nhúm. Khi chủ nhà mang hột cải ra, cô Kiều Đàm lại hỏi thêm: Trong nhà này chưa từng có đứa con trai hoặc đứa con gái nào chết cả, phải không bác? Sao nàng lại nói như vậy? Thực ra thì số sống còn chỉ vài ba người, còn số chết thì lu bù cô em à. Nghe nói vậy, cô Kisa Gotami giao trả lại nhúm hạt cải và nói: Thôi xin bác giữ hột cải của bác, nó không phải là thuốc chữa lành bệnh của con tôi. Kể từ đó, cô Kisa Gotami lại tiếp tục đi sâu vào trong xóm, đến nhà cuối cùng khi trời đã xế chiều, cô cầm nhúm hột cải. Cô tự nghĩ: Ôi, ta thật là nặng nghiệp, con ta đã chết rồi, mà ta cứ mong cho nó cải tử hoàn sanh. Khắp cả một xóm làng như vậy, mà số người sống còn ít, số tử vong lại nhiều hơn. Càng suy xét, cô Kisa Gotami càng dịu lòng thương yêu con, trái tim lần lần trở nên chai lì. Cô vứt bỏ xác con trong rừng, trở về đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi đứng qua một bên. Khi ấy, Đức Bổn Sư hỏi cô: Con đã kiếm được một nhúm hạt cải phải không? Bạch Ngài, con kiếm không được. Khắp cả làng số người sống còn thì quá ít, số chết mất lại nhiều hơn. Đức Bổn Sư dạy rằng: Con cứ mãi băn khoăn nghĩ rằng con trai ta đã chết, đó chỉ là thường sự đối với chúng sanh. Quả thật, tử thần hằng lôi cuốn tất cả mọi người ở thời thiếu niên, vị thành niên, chẳng khác nào thác nước lụt đem vùi thay chúng sanh trong biển cả ác đạo. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: Người tâm ý đắm say, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Đến cuối bài kệ, nàng Kisa Gotami đắc quả Tu Đà Hường, nhiều người khác cũng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Kế đó, nàng Kisa Gotami xin Đức Bổn Sư cho nàng xuất gia. Ngài đã gửi nàng qua xuất gia với các tỳ khưu ni, thọ cụ túc giới rồi, nàng được gọi là tỳ khưu ni Kisa Gotami, Kiều Đàm ốm. Một hôm, tới phiên phải sửa soạn chỗ làm lễ phát lồ để các tỳ khưu ni sám hối với nhau, sư cô Kisa Gotami đốt đèn lên rồi ngồi nhìn ngọn đèn, chập chờn leo lét, khi tỏ khi mờ, nàng chợt nhận thấy rằng những chúng sanh này giống như ngọn đèn, cứ sanh diệt như thế mãi, chứ không đi đến chỗ tịch diệt là niết bàn. Trong khi sư cô đang miên man niệm tưởng đề tài sanh diệt với đối tượng là ngọn đèn, thì Đức Bổn Sư ngự tọa trong tòa hương thất, phóng tỏa hào quang, thị hiện như ngồi trước mặt sư cô mà thuyết giảng rằng: Này Gotami, những chúng sanh này giống như ngọn đèn, cứ sanh diệt như thế mãi, chứ không giác ngộ niết bàn là nơi tịch diệt. Người không tịnh tính nơi niết bàn như thế, dầu sống cả trăm năm cũng không bằng người tịnh tính nơi niết bàn, chỉ sống trong giây lát. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng kệ ngôn rằng: Sống trăm tuổi thọ lão thành, không thấy bất tử, vô sanh pháp màu, chẳng bằng sống một ngày lâu mà được chứng ngộ pháp màu vô sanh. Chú giải: Amatang Padang, con đường bất tử ám chỉ niết bàn vô dư, nơi không có sự già, đau, chết. Những tiếng khác cũng đồng nghĩa với mấy bài kệ trước. Cuối thời pháp, tỳ khưu ni Kisa Gotami đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích ngay tại chỗ ngồi. Diệt giả cẩn đề, Kiều Đàm ốm thắp nến si ma, đèn nến chập chờn gặp gió qua, ngọn lửa xuống lên hay tắt phục, khác chi mạng sống của người ta. Phật dạy dầu trăm tuổi thọ trường, không thông khổ não với vô thường, chẳng bằng chỉ sống một ngày ngắn, bất tử vô sanh được tỏ tường. Dứt tích nàng Kiều Đàm ốm đắc A-la-hán.
Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.